Chào mừng các em đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Ở bài 25, chúng ta đã tìm hiểu về vi khuẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành quan sát vi khuẩn và tìm hiểu các bước làm sữa chua. Nội dung thực hành: 1. Quan sát vi khuẩn trong nước muối dưa cà, báo cáo kết quả quan sát. Thứ hai là chúng ta tiến hành làm sữa chua. Chúng ta sẽ quan sát vi khuẩn trong nước muối dưa cà. Để làm được phần này, các em cần chuẩn bị thiết bị dụng cụ gồm có kính hiển vi, lam kính lamen, giấy lọc, kim mũi mát, ống nhỏ giọt và cốc thủy tinh. Chúng ta cần chuẩn bị hóa chất sân methylene và nước cất. Mẫu vật thì gồm có nước muối cà hoặc là nước muối dưa. Chúng ta tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên, các em sẽ lấy nước dưa cải muối vào cốc thủy tinh. Chúng ta dùng pipette hút nước dưa cải muối, sau đó cho vào lên tấm lam kính. Dùng lamen đậy lại. Các em sẽ nhỏ một giọt methylene vào cạnh góc của lá kính. Sau đó, mình sẽ dùng cái giấy hút mà các em mình thấm ở phía đối diện nha. Chúng ta sẽ thấm hết phần nước thừa tràn ra ngoài lá kính. Đưa tiêu bản mẫu lên bàn kính quan sát dưới kính hiển vi.
Đây là hình ảnh của các vi khuẩn khi chúng ta khoan độ bóng đại 400 lần. Cô chuyển sang qua vật kính phóng đại 1.000 lần.
Sau khi quan sát vi khuẩn lactic dưới kính hiển vi, Ken sẽ vẽ và mô tả hình dạng vi khuẩn lactic có trong tiêu bản. Một vài hình ảnh về một số mẫu vi khuẩn. Cô có vi khuẩn lactic trong sữa chua, vi khuẩn lactobacillus trong dưa muối, có dạng hình que. Chúng ta sang phần 2 tìm hiểu các bước làm sữa chua. Chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ sau: cốc thủy tinh, nồi ủ. Nếu như nhà chúng ta không có nồi ủ thì các em có thể chuẩn bị cho cô cái thùng xốp, hũ thủy tinh và vá nước canh. Nguyên liệu gồm có sữa chua, còn gọi là dâu ô cái. Các em lưu ý cho cô một điều, khi mình lấy sữa chua từ tủ lạnh này ra thì các em không đổ vô trực tiếp vô hỗn hợp sữa mà chúng ta để ở nhiệt độ phòng. Sữa đặc, sữa tươi và nước sôi. Hướng dẫn các bước làm sữa chua. Bước 1, mở hộp sữa đặc và đổ vào tô thủy tinh. Bước 2, thêm vào tô thủy tinh nước vừa đun sôi. Sau đó chúng ta cho sữa tươi vào, khuấy đều sao cho nhiệt độ hỗn hợp khoảng 40 đến 50 độ C. Bước 3, cô cho vào hỗn hợp trên một hộp sữa chua. Cô khuấy nhẹ đều tay. Bước 4, múc hỗn hợp sữa chua vào các cốc thủy tinh nhỏ có nắp đậy. Bước 5, xếp các cốc vào nồi ủ hoặc thùng xốp và ủ từ 10 đến 12 giờ. Bước 6, bảo quản sữa chua đã ủ trong ngăn mát tủ lạnh. Clip làm dâu ua. Thank you.
có dễ không nào? Tại sao chúng ta phải bảo quản sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh? À, chúng ta thấy là các sản phẩm từ sữa như là sữa chua thay thức uống lên men, sữa tươi các loại khi mà các em để ở môi trường nhiệt độ cao rất dễ bị oxy hóa, thậm chí sinh ra các chất độc mới có hại cho sức khỏe người sử dụng. Cho nên là chúng ta phải bảo quản sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh. Ngoài việc làm sữa chua thì con người chúng ta còn làm muối dưa, muối cà và làm kim chi, làm giấm. Ở sách giáo khoa cuối trang 118 có một cái báo cáo, các em về nhà hoàn thành cho cô. Và khi mà mình đi học trực tiếp, cô sẽ kiểm tra cái phần báo cáo này. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các em, chúc các em học tốt.